Yo, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của mình. Và mình là Tom ở đây. Nếu như các bạn lần đầu đến với kênh của mình thì đừng quên hãy để lại cho mình một subscribe, đăng ký kênh để giúp channel của mình có thể phát triển nhé. Rất đơn giản thôi, các bạn chỉ cần ấn nút subscribe hoặc là nút đăng ký màu đỏ, sau đó ấn vào cái chuông bên cạnh. Như vậy là xong. Hẳn rằng trong tựa game Mobile Legends hay bất kỳ tựa game thuộc thể loại MOBA nào khác mà chúng ta đang chơi thì đa phần anh em chúng ta đều thích trở thành một nhân vật chính đúng không? Thường nhân vật chính ở đây đó là để mô tả một người chơi có nhiều mạng hạ gục nhất, không chỉ ở bên đội mình mà là ở cả hai bên trong một trận đấu 10 người. Bởi vì như thế, chúng ta sẽ được anh em tung hô là người gánh team, khiến cho kẻ thù phải e dè và run sợ. Lần sau thấy ông này thì chắc là quýt thôi, chứ đánh thế này giỏi quá sao chơi. Cùng phe thì ok là, chứ khác phe thì biết thua rồi, đánh làm gì nữa. Tuy nhiên thì các anh em có biết rằng đôi khi có nhiều mạng hạ gục thì chưa chắc đã là nhân vật chính, là người gánh team đâu. Bởi Mobile Legends là một tựa game đồng đội và không thể nào bạn bỗng dưng tự mình có được từng ấy đồ, từng ấy sức mạnh vượt trội hơn so với những người chơi khác mà không có sự trợ giúp của đồng đội mình cả. Chính những người đồng đội đứng phía sau đã làm nền và dàn xếp hết rồi, còn bạn chỉ việc vào ăn và tỏa sáng thôi. Cá nhân mình thấy những người như thế đấy mới là nhân vật chính thầm lặng, bởi họ rất biết hy sinh cho đồng đội, sẵn sàng hỗ trợ hoặc lao lên chịu đòn, thậm chí là chết thay cho những vị trí trọng yếu của team mình bất kể khi nào. Vị trí mà mình đang đề cập tới ở đây đó chính là vị trí hỗ trợ. Với những vị tướng không được farm, luôn phải đảm bảo cho đồng đội mình được an toàn cũng như khống chế các vị trí của team địch khi chúng muốn nhăm nhe lao vào thành viên của team họ. Đây là một vị trí có lối chơi bảo kê khá là khó, bởi bạn cần cân bằng giữa khoảng thời gian bảo kê đồng đội của mình và tung ra các chiêu thức gây hiệu ứng khống chế lên đối thủ. Những vị tướng hỗ trợ thường có lượng sát thương rất là thấp, nhưng ưu điểm của họ đó là thường khá trâu bò và sở hữu bộ kỹ năng có rất nhiều hiệu ứng khống chế. Và các anh em có biết không, đây cũng là những vai trò có ít tướng nhất trong Mobile Legends ở thời điểm hiện tại, chỉ với 8 vị tướng có khả năng hỗ trợ mà thôi. Nhiều trong số đó có vai trò line giữa những vị trí khác như là đỡ đòn hay là pháp sư này. Và ở trong video clip này, mình sẽ chọn ra top 5 vị tướng ở thời điểm hiện tại, ở meta hiện tại, chính là những vị tướng hỗ trợ tốt nhất, phù hợp khi mang vào các trận đấu xếp hạng ở mọi cấp độ, thậm chí là trong các giải đấu hiện tại của game Mobile Legends. Nên nhớ rằng, đây là quan điểm cá nhân của mình, và nếu như các bạn có ý kiến khác, hãy để lại bình luận, để lại comment ở bên dưới video clip này để cùng đưa ra quan điểm với mình, với những bạn khác cùng xem video nhé. Chúng ta hãy bắt đầu nào. Vị tướng đầu tiên, vị tướng mà mình muốn đề cập đến nhất là tướng hỗ trợ đích thực chuẩn main, chuẩn girl anh em ạ, trong Mobile Legends, đó chính là Angela. Đây là vị tướng được sử dụng rất nhiều trong cả đấu cổ điển lẫn đấu xếp hạng ở các cấp độ, từ đại cao thủ cho đến tận thần thoại ở mùa giải thứ 11 này. Và mình có thể đảm bảo rằng trong tương lai gần, Angela sẽ còn nổi tiếng hơn nữa, bởi cô nàng vừa nhận được một sự boost rất nhẹ nhàng mà lại đầy hiệu quả từ phía Moontoon. Sức mạnh của Angela không nằm ở những đòn đánh tay thông thường, mà nó nằm ở hoàn toàn bộ kỹ năng của vị tướng này, đó là 5 lần thi triển kỹ năng sóng tình yêu, vừa hồi máu cho đồng đội, vừa gây sát thương kèm làm chậm đối thủ chúng phải. Đây là kỹ năng cầu máu khó chịu bậc nhất ở giai đoạn đầu game nếu như rơi vào một người chơi Angela giỏi. Cô nàng này còn có một hiệu ứng trói chân khác, đó là chiêu thứ hai của mình. Vì đây là kỹ năng chỉ định lên tường bất kỳ, cho nên sẽ rất ít khi Angela có thể thi triển trượt chiêu này lên mục tiêu mà cô nàng muốn. Chỉ cần đảm bảo khoảng cách giữa Angela và mục tiêu là đủ trong vòng 3 giây mà thôi. Và chiêu cuối, Ultimate của Angela chính là chiêu thức làm nên thương hiệu của vị tướng này. Khi cô nàng có thể nhập vào bất kỳ vị tướng đồng minh nào ở bất kỳ đâu trên bản đồ, cho họ một lượng giáp rất là lớn, bản thân Angela khi đó cũng nhập vào đồng đội của mình luôn và thoải mái thi triển những kỹ năng còn lại mà không phải quan tâm đến việc điều khiển vị tướng của mình. Sức mạnh chiêu cuối của Angela phù hợp với nhiều tình huống, từ ganh lẻ cho đến những pha giao tranh tổng. Angela là một vị tướng thuần hỗ trợ đến như vậy, do đó cô nàng rất cần một người đồng đội hiểu ý và biết cách tận dụng sức mạnh của Angela để có thể tạo nên được những lợi thế hữu hình như là xông pha giết địch này, biết khi nào Angela có chiêu cuối nhập vào mình để mà lao lên hay là để chạy về. Tóm gọn lại, đây là một vị tướng rất mạnh nếu gặp đồng đội hiểu ý, và nhược điểm của Angela cũng chính là ưu điểm của cô nàng, quá phụ thuộc vào đồng đội. Dĩ nhiên, bản thân Angela hoàn toàn có thể tự tạo ra sự đột phá trong những pha combat dù không có chiêu cuối, nhưng tầm ảnh hưởng lại không quá nhiều, cho nên nếu như bạn biết được một người chơi siêu ăn ý và cực hiểu ý mình, thì lựa chọn Angela làm hỗ trợ sẽ là một quyết định vô cùng sáng suốt đấy. Vị tướng hỗ trợ thứ hai, gương mặt rất là thân quen, mình sẽ đề cập tiếp đến đây, đó chính là Minotaur. Không phải rằng Minotaur đã từng được đề cập ở vai trò đỡ đòn rồi hay sao? Bản thân vị tướng này về vai trò cũng thuộc các vị tướng hỗ trợ đỡ đòn anh em nhé. Và việc sử dụng Minotaur như là một hỗ trợ thuần, một semi-tank đi cùng với xạ thủ hay pháp sư là một chuyện hết sức bình thường trong các trận đấu ở cấp độ rank cao, cũng như là giải đấu nước ngoài và giải đấu quân đội. Minotaur hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò hỗ trợ rất tốt với khả năng làm chậm diện rộng, đứng chắn và đỡ các sát thương đến từ team địch, cũng như là khả năng hồi máu cho đồng đội, thậm chí còn hiệu quả không kém cả Angela nữa cơ. Trong hầu hết mọi tình huống, lý do để chúng ta lựa chọn Minotaur ở vị trí hỗ trợ đó là sự trâu bò và to lớn của vị tướng này. Ngay khi Minotaur đạt tới cấp độ 4 thì rất khó để các vị trí sát thủ, pháp sư team địch có thể vòng ra phía sau team của mình nếu như có Minotaur bảo hộ.
Chỉ cần sử dụng chiêu cuối hất tung một cách hợp lý, Minotaur hoàn toàn có thể giữ chân toàn bộ đội hình tiên địch trong khoảng từ 2 đến 3 giây, quá đủ để dập tắt ý định móc lốp của tướng địch và hỗ trợ đồng đội tiễn chúng lên bảng điểm số. Các bạn cứ thử tưởng tượng một team đã có siêu tanh ở dàn trên rồi, ví dụ như là Akai này, Johnson chẳng hạn, hỗ trợ lại còn có Minotaur, thì bước qua từng đấy cái tấm thân bồ tượng thôi thì đến cả xạ thủ Carry cũng phải ngán ngẩm rồi. Vị tướng thứ 3 mà mình khuyên anh em nên sử dụng ở vai trò hỗ trợ, đây cũng là một vị tướng đỡ đòn rất được yêu thích ở các cấp rank cao trong giải đấu, đó chính là Kaya, thanh niên trộm chó. Ở Kaya không có khả năng hồi máu như Minotaur, cũng như nhiều hiệu ứng khống chế như Angela. Tuy nhiên, đây là vị tướng hỗ trợ được nhiều game thủ tin dùng. Vì sao lại như vậy? Đầu tiên để mà nói, đó là Kaya vô cùng cơ động, với bộ chiêu thức cho phép di chuyển nhanh của mình, cũng như là làm chậm đối phương ở tầm rất rộng. Thế nhưng, khi mà nhắc đến Kaya, và vì sao vị tướng đỡ đòn này lại vô cùng được trọng dụng trong những trận đấu hoặc là giải đấu có độ chuyên môn cao? Đó là bởi với chiêu cuối của mình, Kaya hoàn toàn có thể vô hiệu hóa bất kỳ một vị tướng sát thủ siêu cơ động nào chỉ với một thao tác duy nhất, đó là ấn chiêu cuối vào mục tiêu mà bạn chọn. Chưa kể, Kaya hoàn toàn có thể kéo vị tướng đó đi bất kỳ đâu mà bạn muốn trong 1,8 giây. Thật ra, khi mà mình thực hiện video clip này thì bản thân Kaya đã có được sự điều chỉnh và thay đổi về mặt kỹ năng của vị tướng. Nếu như anh em đã chơi Kaya rồi thì hẳn đều biết, kỹ năng 2 của vị tướng này đã được chỉnh sửa khá là nhiều. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, có vẻ sức mạnh của vị tướng này vẫn chưa được thay đổi quá lớn. Và khi mà nghĩ tới việc lựa chọn Kaya thì tức là chúng ta đang nghĩ đến một quân bài tẩy có thể khắc chế toàn bộ những vị tướng cơ động khác trong Mobile Legends như là Fanny, Helcurt, Gilson hay rất nhiều cái tên khác trước khi chúng kịp làm gì. Kaya hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò bảo vệ đồng đội hay là tận dụng khả năng di chuyển rất là nhanh của mình kết hợp với phép bổ trợ tốc biến và chiêu cuối để lao lên và kéo bất kỳ mục tiêu nào về với đồng đội của hắn. Đó chính là sức mạnh, ưu điểm của Kaya. Cái tên thứ tư trong danh sách của mình đó lại là một vị tướng hỗ trợ dạng đỡ đòn khác, rất là cứng, tuy nhiên lại ẩn trong mình là một cô gái bé nhỏ. Đó chính là Lolita. Có vẻ như ngoài Angela ra thì những cái tên còn lại trong danh sách này của mình hầu như đều là dạng hỗ trợ live và đỡ đòn hết anh em ạ. Cũng phải thôi, bởi với gameplay ở thời điểm hiện tại của Mobile Legends thì sẽ cần nhiều vị tướng có sức bền và trâu bò hơn để có thể thu hút sát thương đến từ team địch cho các vị trí màu giấy khác. Chứ mà nếu lựa chọn một vị trí hỗ trợ màu giấy quá mà lại còn đứng sau pháp sư hay là xạ thủ nữa thì có lẽ sẽ là không phù hợp. Và bản thân ở meta hiện tại thì việc có hai đỡ đòn trong đội hình sẽ khiến team trở nên cứng cáp và có lối đánh an toàn hơn. Nhắc đến Lolita là chúng ta sẽ nhắc đến ngay chiêu thứ hai của vị tướng này với khả năng ngăn cản toàn bộ đòn sát thương tầm xa, bao gồm những đòn đánh thường và các vật thể bay. Đây có thể nói là kỹ năng bảo vệ đồng đội tốt nhất trước những chiêu thức cấu diểm máu đến từ kẻ địch tầm xa của Lolita. Dĩ nhiên, cô nàng này cũng có kỹ năng khống chế khá là ổn với chiêu thứ nhất, lướt lên phía chỉ định và chọn một mục tiêu để gây choáng trong 0,5 giây. Và tuyệt vời không kém đó là khả năng bút giáp ảo cho bản thân lẫn đồng đội của mình. Chiêu cuối của Lolita so với Benman thì mình đánh giá là hiệu quả hơn rất là nhiều. Mặc dù chiêu cuối của Benman ra nó nhanh hơn, dĩ nhiên tính chất mỗi chiêu thức thì nó mỗi khác nhau, nhưng ở Lolita chúng ta thấy có nhiều ưu điểm hơn hẳn. Đó là chiêu cuối của cô nàng có tầm ảnh hưởng rất là rộng, giảm 75 tốc độ di chuyển của những đơn vị trong phạm vi ảnh hưởng ngay từ lúc đầu khi mà Kalita còn đang vung búa chiêu cuối cơ. Và nếu có thể tung trọn vẹn chiêu cuối, những mục tiêu trong tầm ảnh hưởng này sẽ phải chịu sát thương lớn nhất kèm theo việc bị choáng trong vòng 2 giây. Đây chính là hiệu ứng khống chế quan trọng nhất giúp Lolita có thể khống chế toàn bộ team địch chỉ với chiêu cuối của mình. Những ưu điểm mà chúng ta có thể tìm thấy ở Lolita đó là khả năng chặn sát thương tầm xa tuyệt đối, luôn luôn có một lượng giáp ảo rất là dày và chiêu cuối siêu khống chế trên tầm siêu rộng. Và dĩ nhiên rồi, cô nàng này rất là trâu bò. Nếu team bạn đủ hiệu ứng khống chế và team địch nhiều kỹ năng cấu rỉa từ xa thì lựa chọn Lolita hoàn toàn là một quyết định rất phù hợp. Cái tên cuối cùng ở trong danh sách này mà mình muốn đề cập đến các bạn, vị tướng này cũng vừa mới được chỉnh sửa mới đây thôi trong bản cập nhật tháng 3 này. Đây không phải là một nhân vật mang hình dáng người mà đó là một con cú. Cú Diggy chính là cái tên cuối cùng trong danh sách của mình. Diggy không hẳn là một vị tướng đỡ đòn chịu sát thương như là Minotaur, Kaya hay là Lolita. Tuy nhiên, chú cú này cũng không phải là quá giấy như là Angela. Nếu như các bạn hỏi về ưu điểm của Diggy thì vị tướng này có khả năng gây khống chế trên diện rất rộng và những khống chế này rất là khó chịu. Chiêu cuối của Diggy giúp đồng đội của chú cú và bản thân mình miễn nhiễm toàn bộ hiệu ứng khống chế và được tăng giáp trong vòng 5 giây. Nếu như Diggy bị hạ gục thì đây có lẽ là vị tướng hữu dụng nhất trong số 4 cái tên còn lại mà mình vừa nêu ở dàn tướng hỗ trợ. Đơn giản đó là Diggy sau khi bị hạ gục vẫn có thể di chuyển đến mọi nơi trên bản đồ để thám thính. Đây cũng là vị tướng duy nhất trong Mobile Legends có thể chọn chỗ mà mình muốn để hồi sinh đấy anh em ạ. Diggy sẽ là một vị tướng hỗ trợ thuộc dạng cấu rỉa tầm xa với bộ kỹ năng hiện tại của mình. Và trong một số trường hợp nếu đối phương có ý định gây sát thương với dàn tướng phía sau
thì Ricky hoàn toàn không ngần ngại níu kéo kẻ thù với kỹ năng 2 của mình, cũng như bật chiêu cuối để bảo vệ đồng đội trong vòng 5 giây. Đây là một thời gian khá dài, đủ để khắc chế gần như mọi đòn sát thương đến từ phía kẻ địch. Trên đây là toàn bộ 5 cái tên mà theo đánh giá của mình thì hiện tại đang rất được trọng dụng để đảm nhiệm vai trò hỗ trợ trong meta hiện tại của Mobile Legends. Nếu bạn là một game thủ yêu thích vị trí hỗ trợ, bạn sẽ sử dụng vị tướng nào để đảm nhận lấy vai trò này? Hãy để lại bình luận ở dưới video clip này của mình nhé. Và đừng quên, nếu thấy hay và bổ ích, hãy để lại một like và một subscribe, đăng ký kênh để giúp channel của mình được phát triển và tạo thêm nhiều sản phẩm thú vị hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những sản phẩm tiếp theo của mình. Bye!